Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em hai cái thùng đồ nghề, hai cái tủ đồ nghề chứ, đều là ba ngăn hết của hai thương hiệu, là một cái là của Supatool và một cái của King Chrome. Thì cái này là hai thương hiệu mới vừa về Store Thiết Bị nha anh em. Thì về cái ngoại hình thì mình cũng đã để, thì cái khung hình của để mình quay video nó không có được to lắm nên mình để hai cái chồng lên nhau, để cũng như để anh em coi được cái kích thước của hai cái thùng này như thế nào luôn, là nó khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái thùng của Supatool trước. Thùng này thì cái thùng giá rẻ, giá nó sẽ rẻ hơn là cái thùng King Chrome. Còn tại sao nó rẻ hơn thì mình sẽ giới thiệu cho anh em ngay bây giờ đây. Thì bây giờ là hai cái thùng này đều, hai cái tủ này nó đều có ba ngăn hết. Thì anh em thấy nè, mình mở ra ở trên, ở mặt trên của nó vẫn có một cái miếng mút để cho anh em bảo quản, cũng như là anh em để đồ lên nó đỡ chày cái mặt trên này đó. Ở bên trong từng cái học nó cũng sẽ có những cái miếng mút để cho anh em bảo quản luôn. Anh em nào không thích xài thì anh em lấy ra thôi. Về cái khóa này thì mình thấy cái khóa này nó không có được chắc như là cái khóa của cái thùng King Chrome dưới đây, là một cái đó, là về hai cái khóa nó đã khác nhau rồi nè. Cái khóa của thằng King Chrome mà nó sẽ là xài cái gì này đó, nó sẽ cứng cáp hơn, cũng như là nó sẽ, cái của thằng King Chrome này nó sẽ bền hơn. Và về cái chất lượng thép khi mà gia công hai cái thùng này á, thì anh em thấy là cái thép của thằng Supatool này nó cũng sẽ mỏng hơn là của thằng King Chrome. Cái thép của nó mỏng hơn luôn nha anh em. Và cái độ trượt, độ mở kéo ra á, anh em thấy khi mà anh em mở cái thùng của thằng Supatool ra thì nó sẽ còn một cái khoảng ở trong này, nó bị dư á anh em, nó bị thiếu chứ. Khi mà anh em mở ra, anh em không thể nào mà mở ra nó được gọi là sát cái cạnh luôn để cho anh em có thể lấy đồ ra một cách dễ dàng. Còn riêng về cái thùng của thằng King Chrome á, anh em thấy nè, khi mà mở ra nó chỉ còn một cái khoảng bị thụt vô trong nó một tí thôi, nên nó sẽ có cái diện tích để cho anh em lấy đồ ra vào nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như là cái độ hoàn thiện của cái thùng King Chrome này cũng sẽ tốt hơn luôn. Rồi thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái thùng của hàng Supatool này trước. Nó sẽ có ba ngăn, ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai và ngăn thứ ba, nó sẽ to hơn hai ngăn kia một tí đó, nó sẽ to hơn một tí. Còn về kích thước luôn thì mình sẽ đo ở đây cho anh em xem luôn. Bề ngang của nó sẽ tầm khoảng cỡ 26cm nha anh em. Bề ngang là 26cm. Chiều cao của nó là tầm 24cm. Và chiều dài của nó là 60cm nha anh em. Là cái thùng nhỏ, thùng Supatool này. Giá mình sẽ để bên dưới cho anh em, để anh em xem tham khảo. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái thùng của King Chrome này. Thì hai cái thùng này nó đều có để cái logo ở đây, rất là đẹp. Làm cái logo dán phần trên này cũng đều làm là nó dán nổi lên đây luôn, nhìn rất là đẹp nha anh em. Và mình cũng nói lại với anh em luôn là hai cái thùng này là hai cái thùng được nhập khẩu ở Úc, và hàng là gia công tại Trung Quốc, nhưng mà nhập khẩu xong nó xuất qua bên Úc để mà khi mà về là về nhập về từ Úc nha anh em, nhưng mà hàng là hàng sản xuất tại Trung Quốc đó. Cái này là những thương hiệu của Úc đó, để anh em xem. Riêng về cái thùng King Chrome này á, thì anh em có thể lựa màu được. Nó có tới 4 màu cho anh em lựa, một là màu xanh dương, màu xanh lá, màu cam và màu vàng. Thì ở đây ở Store Thiết Bị đang để cho anh em xem, đây là màu vàng. Đây rất là đẹp. Kèm như ở bên hông của nó nè, mình để cho anh em xem. Đó, anh em xem được cái bên hông của nó. Rất là cứng cáp nha anh em, nó có hai cái khóa nha. Cái loại thùng King Chrome này mình thấy là nó sẽ chắc và cứng cáp hơn cái thùng của Supatool. Thì về cái chất lượng đó là anh em thấy rồi, thì về cái giá tiền của nó cũng sẽ khác luôn cái thùng của Supatool nha anh em. Để mình chỉnh lại. Đó, anh em xem. Mình sẽ mở từng ngăn ra cho anh em xem nè. Ngăn đầu tiên nó sẽ có sách
catalog giới thiệu. Đây là cái thùng 3 ngăn nha anh em. Đó, ngăn thứ hai. Nó cũng sẽ có những cái miếng nhựa cũng như những miếng mút này để cho bảo quản cho anh em cái tủ. Đó, và ngăn thứ ba. Thùng này thì với cái kích thước thì mình sẽ đo luôn cho anh em xem để anh em có một cái sự lựa chọn cho mình. Đây. Cái bề ngang của nó sẽ là khoảng 66 cm nha anh em. Bề ngang 66 cm nó sẽ, anh em nhìn thì anh em thấy rồi, nó sẽ bự hơn cái thùng Supertool ở trên. Rồi, chiều cao của nó. Anh em thấy thì ở đây nó cao khoảng 11 cm. Đây. Nó sẽ cao hơn chứ. Đây mình câu qua lộn hệ in. Ở đây của nó sẽ là 28 cm nha anh em. Nó sẽ là 28 cm và bề rộng của nó. Bề rộng của thùng này là tầm 32 cm nha anh em. 32 cm. Đó. Và cái khóa này anh em có thể khóa được nha, nhưng mà cái khóa này là anh em khóa một lần là khóa hết tủ luôn nha anh em, chứ anh em không khóa từng ngăn được. Đó. Đó, khóa lại dính lại. Cả cái super tool này cũng vậy. Khóa là anh em khóa một lần là khóa hết luôn, chứ nó không có khóa mà khóa từng cái tủ, từng ngăn. Khóa một lần là khóa hết. Trong này nó có một cái khóa như này nè anh em. Có một cái khóa dưới này thì anh em chỉ cần dặn ở đây thì anh em khóa lại được. Đó, hai loại cho anh em để hai cái mình mang đến cho anh em là hai cái sự lựa chọn về hai cái thùng. Một thùng Supertool là giá của nó sẽ rẻ hơn là cái thùng của King Brom. Đó, thùng King Brom này nó sẽ có bốn màu, mình nhắc lại cho anh em ha, là cái nó sẽ có bốn màu, một màu xanh dương, xanh lá, màu cam với lại màu vàng. Đó, mình mang đến cho hai anh em mấy anh em là hai sự lựa chọn để cho anh em nào mà cần bảo quản những cái đồ nghề của mình hay là để đồ cá nhân gì đó, anh em có thể để cái tủ này. Mình thấy nó rất là chắc chắn cũng như là rất là đẹp, giá thành của nó rất là phải chăng, và hàng này là hàng nhập khẩu từ Úc nha anh em. Đó, cái này thì anh em để vàng gì cũng được, cái này vàng đang lên giá lắm. Đó, anh em mua về anh em để cất đồ của mình. Ok, thì hai cái thùng này mình sẽ chụp hình và mình up lên trang web storethietbi.com và storethietbi.vn, hoặc là anh em nào mà có nhu cầu mua hàng đến coi trực tiếp luôn thì anh em cứ liên hệ với bên mình qua số hotline là 0786766818, hoặc là ghé trực tiếp storethietbi luôn với địa chỉ là 262-1-15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em có một cái thắc mắc nào đó anh em cứ comment ở bên dưới, cũng như là anh em cần đặt mua hàng anh em cứ ghé qua trang web storethietbi.com hoặc storethietbi.vn để đặt mua hàng. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo. Nhớ like và share kênh của Storethietbi để nhận thêm những ưu đãi mới nhất nha anh em ha. Cảm ơn anh em.